Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân Trường Sống Câu chuyện lần này sẽ do bạn có nick Facebook là Tạ Thị Bưởi Chia sẻ vào năm 2021 Thời điểm xảy ra câu chuyện đó là vào năm 1999, 2000 gì đó Khi đấy tôi mới khoảng 12-13 tuổi Tôi không dám khẳng định có phải là ma hay không nhưng nó đã xảy ra với gia đình tôi nói chính xác hơn là với mẹ tôi mà bà ấy là người không biết sợ ma là gì lên rừng sâu hay nghĩa địa cả đêm còn không sợ mà chuyện đó đến giờ vẫn không thể nào giải thích được quê tôi ở miền trung lúc đó còn nghèo lắm có một nghề mà chắc mọi người đã từng nghe qua đó là nghề dùng máy giả đi giả sát đồng nhôm và cả những phế liệu chiến tranh một nghề phải nói là siêu nguy hiểm. Ở đó nhà nhà làm nghề đó, làng làng làm nghề đấy. Gia đình tôi cũng không phải là ngoại lệ. Cha và anh trai tôi cùng làm cái nghề đấy. Biết làm sao được, vì nghèo quá mà. Trong làng thì có một thanh niên tên là Hiếu, là bạn thân của anh trai tôi. Ngày hôm đấy, anh Hiếu cùng với anh trai tôi và một anh tên Nam ở gần nhà, đi xe đạp cùng nhau đi làm. Thời đó thì chỉ có xe đạp đi thôi Trên đường đi có ghé vào quán ăn sáng Xe anh tôi Cùng với xe anh Nam Cùng làng dựng chung với nhau Còn xe anh Hiếu thì dựng riêng Tự nhiên Xe anh Hiếu dựng ngoài sân Đổ cái rầm một phát Giống như kiểu là có điểm báo vậy Xong rồi anh Hiếu chạy ra cũng nói vui miệng Má đó chứ Đứa nào làm đổ xe tao đấy Nhưng làm gì có ai Lúc đó gió cũng không có Thế mà xe tự đổ Thế rồi đến lúc lên làm Đến khoảng 1 giờ chiều Ba anh em đang hỉ hục Đào một hố phế liệu Tự dưng lúc đó anh trai tôi lại đau bụng Chạy đi vệ sinh Kiểu như ông bà suy khiến vậy Còn anh Hiếu và anh Nam Tiếp tục ở lại đào sới Anh trai tôi mới chạy được một đoạn Tìm chỗ đi vệ sinh Thì nghe dầm một cái Rất là lớn Linh cảm không lành anh trai tôi chạy tới thì ôi trời ơi Anh Hiếu bị bom nổ banh xác Mắt mũi ruột gan lòi hết ra Còn anh Nam kia thì chỉ bị thương Cụt mất mấy ngón tay Chứng kiến thằng bạn thân chết tại chỗ Ruột gan lòng thòng Mặt anh trai tôi cắt không còn giọt máu Ông ấy đứng run rẩy một lúc Rồi nhờ người địa phương đưa anh Nam đi cấp cứu Sau đó Anh tôi chạy về báo tin cho gia đình anh Hiếu Họ hòa lên khóc Rồi anh tôi lại dẫn người ta mang xe tải lên chở xác anh hiếu về đám tang anh hiếu diễn ra sau đó lúc liệm xác nhìn rất là ghê sau đó thì đem đi chôn cất chôn cất anh hiếu xong đêm đó anh trai tôi lên nhà anh hiếu thắp nhang trò chuyện với thân nhân nhà anh hiếu cho họ đỡ buồn tuổi vì là bạn thân nên anh trai tôi có xin gia đình một cái hình của anh hiếu về làm kỷ niệm chỉ xin trong gia đình chứ không có thắp hương xin anh hiếu xong rồi anh tôi mang về nhà cất đi rồi bỏ ra ngoài Đến lúc khoảng 22 giờ đêm Ở quê như vậy là đã đi ngủ hết rồi Tôi lúc đó cũng đã đi ngủ Cha tôi cũng thế Mẹ tôi ngủ ở trong buồng Nhưng bà có cái tính ngủ rất là thính Bà mới nghe thấy có tiếng gõ tanh tách Nghe rất là thanh và vàng Bà bật dậy Đi tìm ra nơi phát ra tiếng kêu Thì lại không nghe thấy gì Nhưng cứ nằm thì lại gõ Cứ như thế năm sáu lần cứ thế lên ngủ là nó lại gõ tanh tách Lần này bà dậy Ngồi nghe rất là lâu Xong bà đi gõ thử tất cả đồ đạc trong nhà xem Có tiếng kêu như thế hay không Nhưng không hề có cái nào giống Vì cái tiếng này nghe rất thanh và vàng Bà mò tiếp Mà tiếng kêu đó phát ra hướng chỗ bản tivi Trong khi tivi đã tắt hết từ lâu rồi Đến cái bản tivi Bà thấy có một cái ảnh được úp mặt xuống Bà lật lên xem Thì tá hỏa bởi đấy là cái hình anh Hiếu Mà anh trai tôi mang về lúc chiều Bà biết nên có lầm bẩm Chỉ tay vào cái ảnh mà chửi Cái thằng Hiếu này Mày định treo tao đấy à Mày có để cho tao ngủ không Đừng có chọc tao Để cho tao ngủ Tí mày đưa nó chơi về Tao bảo nó cầm ra trả cho mày Phá tao nữa là liệu hồn Tao xé đấy Nói xong Bà đặt cái ảnh xuống Lên giường ngủ đến sáng Mà không nghe thấy tiếng gì anh chị tôi chơi về lúc khoảng 23 giờ, nhưng không biết có chuyện gì. Sáng ra nghe bà kể lại, xanh hết cả mặt. Cầm tấm ảnh nhà anh Hiếu trả lại gấp. Mẹ tôi bảo, tao không bao giờ sợ ma, không tin trên đời có ma, mà hôm qua tao phải tin. Nó về đòi cái ảnh chọc quả tao. Lúc còn sống thì anh Hiếu rất là nổi tiếng nghịch ngợm, ngồi chơi là cái tay khi nào cũng gõ gõ cái gì đó cho vui. Anh trai tôi thì người ta bảo thằng này mạng lớn người ta gặp nạn chết người mà nó thoát do ông bà che chở. Ấy vậy mà được mấy năm thì anh trai tôi cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Một câu chuyện khác do một bạn có nick là Vi Măng Đặng chia sẻ vào năm 2022. Đây là chuyện xảy ra lúc tôi còn khoảng 13 tuổi và em trai tôi là 11 tuổi. Thường thì ngày xưa, đoàn cải lương hay về tỉnh diễn Đến địa phương tôi Họ mướn sân bãi để diễn hai ba đêm gì đó rồi đi Hôm đầu tiên là bọn tôi đã hào hức Xin bố mẹ cho đi xem bằng được Tất nhiên là chỉ hai chị em Và cũng chẳng có tiền mua váy Lúc đấy chỉ xin người lớn dắt ké vào xem thôi Mà đoàn hát họ diễn rất khuya Tầm gần 2 giờ sáng mới xong Thế rồi từng tốp từng tốp đi bộ về Đến khúc tẻ thì chỉ còn lại có mỗi hai chị em Nhà thì còn xa mà đường thì tối như mực, chỉ có ánh đèn le lói hắt ra ngoài. Hai chị em bấm tay nhau lầm lũi bước. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng dép lẹp xẹp phía đằng sau. Hai đứa quay lại thì không có ai cả. Lúc đấy, chả biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, lại nhìn lên tường nhà, thấy có ba cái bóng, hai bóng nhỏ và một bóng lớn. Lúc đấy là bắt đầu run rồi, mà vẫn còn thông minh lắm. Tôi nói với thằng em Tao với mày thử dậm chân xem Cái bóng nó có dậm theo không Nếu nó dậm theo thì là bóng mình Thế là hai chị em dậm chân Thế nhưng vấn đề là cái bóng lớn Nó không hề dậm Lúc đấy Hai chị em chạy bán sống bán chết Mà đằng sau vẫn nghe thấy có tiếng dép lẹp xẹp Dí theo Về đến thêm một con hẻm Thì thấy mẹ xách roi ra đi kiếm Quất cho hai đứa mấy roi Hai chị em lúc đấy mêu máu khóc mà đâu dám kể chuyện gặp ma mà. mà còn chưa hết đâu Lúc về đến nhà Mẹ bảo hai chị em rửa chân tay còn đi ngủ Trời hôm đấy thì nóng nực Nên cả nhà ra ngủ ngoài sân Ba nằm riêng với mẹ Với chị hai ở phía góc chồng Thằng em thì nhót lên trước nằm gần mẹ Tôi rửa chân lọ mọ lên sau Bỗng tôi giờ thấy có một cái bắp đùi rất là to Bắp đùi mịn như kiểu là của phụ nữ Và rất là lạnh Tôi hỏi mẹ Là mẹ đấy à Tiếng mẹ tôi trả lời từ phía trong góc Tôi lại hỏi chị hai Chị hai cũng trả lời từ phía bên kia Lúc đấy tôi sợ hãi hét lớn Vậy đuổi hai đây mẹ ơi Tôi sợ lại Thì không còn thấy cái đuổi đêm đâu luôn nữa Cả nhà tôi dậy thắp đèn Thì không thấy gì cả Chỉ thấy khoảng chiếu trống ngay chỗ tôi ngồi Lúc đấy tôi sợ vãi linh hồn Họ theo về đến nhà luôn mọi người ạ à. Đấy không phải là lần duy nhất của tôi Có một lần xảy ra tại quán cà phê mà tôi làm thêm Quán thì có hai nhà vệ sinh không phân biệt nam nữ Một hôm quản vắng khách Tôi chạy xuống đi vệ sinh Đang ngồi phòng đầu Thì nghe ở phòng vệ sinh kế bên có tiếng động Rồi có tiếng rội nước Tôi lúc đấy mới nghĩ là đang không có khách Không biết là ai Tôi mới hỏi ai vậy Thì không có tiếng trả lời Lúc đấy tôi im luôn Chạy ra hỏi mấy đứa là có đứa nào đi toilet hay không Mọi người nói là không có chị ơi Ai cũng ở đây Có mỗi mình chị thôi Lúc đấy là tôi thấy sởn da gà Một hôm khác Thì quán rất đông khách Có cả tiệc sinh nhật Tôi sắp xếp chương trình rất tỉ mỉ Để khách không phản nản Đến lúc tôi chúc mừng sinh nhật Vị khách của nhóm đấy Thế thì tôi nói như thế này Quán chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp sinh nhật anh Thanh Xin chúc anh tuổi mới Vừa mới nói đến đó Thì tôi nghe có tiếng ai đó cũng đang cầm mic nói Và hôm nay cũng là sinh nhật 3 tuổi của bé Tôi rất bực mình Vì nếu sinh nhật Thì nên báo cho tôi biết để tôi chúc mừng luôn Đây lại tự động lấy mic nói lộn xộn Tôi quay lại phía ban nhạc Hỏi là ai đưa mic cho khách Bởi vì quán có hai cái mic không dày Lúc đấy ban nhạc lắc đầu Liền đưa cái mic còn lại cho tôi Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Và bỗng dưng trong cái loa Phát ra những tiếng ồn ào Như tiếng rảnh giật mic hát Tiếng ca cổ Mà trong khi quán tôi chỉ có hát tân nhạc Tôi lúc đấy sởn cả cái ốc Vì tôi đang cầm hai mic Và đang bấm tắt mic Tôi thấy vợ chồng chủ quán nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên Tôi liền cầm hai mic Chạy xuống phần bùa Trong lúc đấy Loa vẫn đang phát ra những tiếng hú Âm thanh người hát và tiếng ca cổ. Chủ quán bảo tôi là lên hạ hết âm thanh và rút dây loa ra xem. Thế là tôi chạy lên bảo ban nhạc rút điện. Nhưng tiếng ồn, tiếng nói, tiếng ca hát rất là loạn xạ. Lúc đấy tôi thật sự là kinh hoàng, nhưng chủ quán trấn an chắc là bị nhiễu sóng, có ai đó mở loa gần đây nên ảnh hưởng. Liền kêu một cậu phục vụ chạy xe đi xung quanh xem có ai đang làm đám cưới hay không. Tôi thì chắc chắn là tâm linh bởi vì tôi đã thử tháo pin của mic tôi hỏi giờ sao đây chủ quán bảo là cứ làm tiếp lúc đấy tôi rất sợ nhưng vẫn phải làm vì khách đang rất đông tôi giới thiệu những người khách khó tính lên hát để họ đỡ bằng vốn vài người hát thì chương trình không thể tiếp tục được nữa vì quá ổn chủ quán đành ao chương trình vì lý do kỹ thuật và thành thật xin lỗi khách rồi đành mở nhạc xen lẫn tiếng tạp âm lần đó tôi vẫn nhớ như in Quán đấy thì nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và hiện đã không còn hoạt động nữa rồi. Một chuyện khác thì của một bạn có nick Facebook là Đặng Sơn, chia sẻ vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024. Hôm đó tôi nhớ chính xác là mùng 1 tháng 1 năm 2024, đang trên con đường trở người yêu về. Tôi với cả bé đang đi qua một con đường vắng tanh. Vì tôi ở một vùng quê ít người từ 7 giờ là các ông bà đã tắt điện nằm trong nhà Nhà nghề yêu tôi thì nằm ở cổng trào của xã Đi trên con đường vắng tanh Hai bên là từng chùm cây xấu hổ Mọc đầy tua tủa Có con sông nhỏ lách qua cái cống Nằm sát trạm y tế của xã Đoạn đường này thì không hề có chút ánh sáng hay bóng đèn nào Vì qua vắng Nên hai chúng tôi kiếm gì đó cho vui vẻ Rôm giả lên Chúng tôi bắt đầu hát Hát những bài hát yêu thương, hạnh phúc với nhau từ lúc hơn 1 giờ sáng, tôi đưa bé về nhà. Chào bé rồi tôi đi về. Nhà tôi với nhà bé thì gần nhau, cách khoảng 5 cây số. Đang đi một mình trên con đường, gần đến ngã ba Thọ Vinh, đi từ xa, tôi thấy có dáng người nhỏ bé, lưng còng. Tôi đi qua thì cũng nhìn đôi chút, thấy là một bà cụ già, khoảng tầm 70 tuổi, tay cầm đôi dép tổ ong, đang lững thững bước đi từng bước chậm rãi. Thế thế, tôi mới rủ lòng thương vì tôi cũng hay cho người ta đi nhờ tôi có dừng xe lại hỏi bà bà đi đâu thế lên xe cháu trở về cho bà ấy im lặng một lát ngẩng đầu lên rồi bảo cảm ơn cháu rồi bà leo lên xe tôi lúc yên vị trên xe thì bà mới bảo bà đi làm ruộng về lúc đấy tôi tự nhủ thôi chết rồi giờ cũng hơn một giờ sáng rồi đâu ra mà đi làm ruộng giờ này Khéo sức phải người âm rồi cũng nên Tôi nghĩ như vậy Và lúc đấy da gà nổi lên đầy người Nhưng thôi thì mình rủ lòng thương Cố làm phước Người âm hay người dương cũng là người Giúp được thì giúp Lúc đấy tôi hỏi bà Thế bà về đâu ạ à? Bà bảo là cháu cứ đi thẳng đi Nhà bà ở Bụi Tre xóm Trung Thuận Tôi quay xe Chở bà đi hướng xóm Trung Thuận Đi đến cổng chào của xóm Tôi lại cất tiếng Bà ơi bà chỉ đường dùm con Bà bảo Nhà bà mi tự biết chứ Sao hỏi bà Cứ trở đến nhà bà đi Muộn rồi thì ở nhà bà Sáng mai rồi về Ông nhà nấu cơm cho ăn Thế là tôi lượn vài vòng xóm trung thuận Tôi thấy bắt đầu ngao ngán Tôi lại hỏi địa chỉ nhà bà một lần nữa Thì bà bực mình quát Mày im Tao ở dưới kia mới về Sao nhớ nhà ở đâu được Tôi mới nhỏ nhẹ Dạ thế cháu chở bà vòng nữa nhé Bà cô nhớ Nhìn lên cây kim xăng Lúc bắt đầu chở thì kim xăng còn đầy Giờ thì đã hết hơn nửa Đi có lẽ là đã khá xa Chắc cũng gần 3 giờ sáng Tôi nghĩ ra cách Đó là hay chở bà ấy về chỗ cũ Rồi bảo là bà cố chờ Chắc là các con các cháu của bà Sẽ đến đó mà thôi Chứ như này cũng không phải là cách Bà thì không trả lời Tôi cố lượn một vòng quanh xóm nữa rồi chờ bà về điểm cũ Miệng thì bảo Xe con cũng sắp hết xăng rồi bà Như này chắc là lát dắt bộ về Bà lúc đấy vẫn im Tôi trở về điểm cũ Chỗ Nga Ba đấy Khuyên giải rằng chắc hẳn các cháu sẽ đón bà Bà ngồi đây đợi chút thôi Tôi xin phép về trước Không thì ông bà ở nhà sẽ nạt Dùng rằng mãi thì bà mới chịu xuống xe Lúc đấy tim tôi thở vào nhẹ nhõm La một mạch về nhà về đến ngã ba thì tôi nhớ những lời mà ông tôi giảng về cố sự nên có dừng lại ở ngã ba trước nhà cởi quần áo ngoài ra rũ ba lần rồi mới vào nhà bước vào cổng đưa điện thoại ra thì đúng là đã hơn 3 giờ sáng các tin nhắn của người yêu nhắn hỏi liên tục nếu một lát nữa mà tôi không trả lời thì có khi bé sang nhà tìm tôi thế là tôi mới kể lại câu chuyện cho bé nghe và chắc chắn sau lần này tôi không còn cho người lạ ngồi nhờ xe lúc bàn đêm nữa Câu chuyện kế tiếp thì cùng một bạn Facebook ẩn danh Chia sẻ vào ngày 12 tháng 4 Trước đây tôi có thuê một ngôi nhà Và ở được vài năm Nhà hướng đông bắc Ánh sáng tràn ngập trước nhà Tuy nhiên đến đêm tầm 12 giờ đến 3 giờ sáng Thì hay có tiếng động trên mái tôn Mới đầu tôi không ngủ được vì nghĩ rằng có trộm Hàng xóm thì họ cũng đàng hoàng Nhưng đằng sau nhà thì lại là dãy trọ khá phức tạp nhà thì lại là nhà một tầng tôi mới mang theo gậy thậm chí là dao mất ngủ canh mấy đêm mà cứ rầm rầm trên mái xong rồi tôi mới nghĩ là có khi là mấy con chuột hoặc là gió va vào mái tôn chứ nếu người ta đi thì nó đã thủng rồi mệt mỏi nên ngủ đến sáng nói thật là chẳng có gì để bị ăn trộm mất nên mấy ngày sau cũng không canh nữa nhưng vợ tôi thấy cái cửa kéo phòng ngủ hay kêu kiểu như ai đó hé cửa tôi nghĩ chắc là do gió lùa vào đập vào cửa nhôm thôi bên phòng kế bên tôi để kho cũng vậy cửa đóng ra đóng vào nên tôi nghĩ chắc là có gió và áp suất không khí đến một hôm tôi ngồi uống cà phê với bạn hàng xóm có hỏi khu này có gì lạ không thì bạn nói là tối đi ngủ có nghe thấy tiếng trên nóc nhà hay không trước đây bạn hàng xóm cũng từng vác dao ra giữa đêm tối để xem đứa nào ăn trộm mà không thấy gì cả giết rồi cũng quen bà còn hù nói là nhiều lúc thấy có đứa nào ngồi nhậu với thằng em mà không biết đó là người quen nào kể từ đó tôi biết nhưng cũng không cúng gì cả đến một ngày vợ tôi nghe thấy tôi lỡ lời kể ra thế lúc đấy mới giận dữ và cãi nhau sau này lại quyết định về kinh doanh sai lầm khiến cho tôi và gia đình nợ nặng nề mãi về sau tôi suy ngẫm là không biết điều gì đã khiến cho vợ chúng tôi cãi nhau và có một quyết định vội vàng ngu muội đến thế khi ở cái căn nhà đấy. Tất nhiên là có cả lý do của bản thân tôi, nhưng có lẽ đã có ai đó tác động đến tính khí và suy nghĩ một cách ngu muội như vậy. Kế tiếp là câu chuyện của một bạn con Nick là Phạm Văn Chí Cường chia sẻ vào năm 2021. Chuyện này thì xảy ra trong xóm tôi cũng đã lâu. Có một gia đình cách nhà tôi không xa. hồi nhỏ tôi hay đi ra chợ. Mua đồ cho mẹ Và cũng hay đi ngang qua nhà họ Tôi có nghe qua mẹ nói Là chú nhà đó Làm trong cơ quan nhà nước Nhưng vì lớn tuổi nên đã nghỉ hưu Ngoài sau nhà chú Cũng có một con đường đi ra lộ Mà tôi hay gọi là con đường nhỏ Đó là đường cầu khỉ Tôi về mấy đứa bạn tôi Thì thường hay nghịch phá Tối lại đi hái dừa Vì sau nhà chú có cửa sau Rồi có mấy cây dừa Hôm đó thì tôi cùng với mấy đứa trong xóm Đi hái dừa vô tình bị chú phát hiện và bắt lại. Chúng tôi sợ quá khóc xin. Chú không những không trách mắng mà còn đem bánh trái ra cho chúng tôi và nói. tôi mày còn nhỏ muốn uống dừa thì xin chú chứ không được trèo như vậy nguy hiểm lắm. Tụi tôi mừng quá dạ dạ rồi thi nhau chạy về. Khoảng 3 tháng sau tôi đi tắm sông ngoài cầu sắt. Khi về nghe thấy có chuyện là ông trạng treo cổ chết. Tôi chạy lại xem lúc này người ta đã hạ chú xuống rồi mặt mày chú tái mét tôi nghe kể là con gái lớn của chú ở mỹ về thăm chú với bác thì cô con gái có rủ ba má xuống chợ lớn mua đồ nhưng chú lại không đi nên cô với mẹ cô và mấy đứa cháu đi hết cả nhà cũng mỗi mình chú ở nhà khi chiều về tới là thấy chú đang treo cổ ở cửa sau nhưng lạ lắm nếu mà tự tử treo cổ thì phải cột sợi dây lên cao có đằng này chú chân chạm đất mà đầu gối chú thụng xuống muốn chạm đất Có nghĩa chú treo cổ mà sợi dây chỉ ngang ngực chú thôi Công an thậm chí còn vào khám nghiệm để xem là chú bị người ta hại hay là chú tự tử chết Sau khi hoàn tất hồ sơ bên giám định có nói là chú không bị ai giết mà là do chú tự tử Thế là sau đó gia đình có làm ma chay cho chú Tôi thì suy nghĩ nói với mẹ là nếu mà treo cổ dây thấp như vậy thì làm sao mà chết được Mẹ tôi bảo Cái này khéo là do thần vòng siết cổ Kiểu như có điểm vậy Tôi thì cũng hay đùa giỡn Lấy dây cuốn cổ Thì mẹ la là coi chừng thần vòng siết cổ Tôi có nghe nói là nếu ai treo cổ tự tử Nhưng người ta cứu được Thì đem cái dây đó đi đốt đi Nếu không Thì thần vòng sẽ xui khiến bạn lặp lại tương tự như những gì bạn làm trước đó Cho đến khi nào bạn kết liễu tính mạng của mình một thời gian sau thì vợ chú cũng theo con gái qua mỹ sống và giao lại nhà cho bà tư để bà nhang khói cho chú thì lúc chú chết tụi tôi cũng không dám qua trộm rửa nữa thế nhưng có một hôm thằng phú với thằng tuấn thằng tài thằng bé em thằng phú rủ tôi đi hái rửa vì lúc đấy tụi tôi không có tiền cũng làm liều với cả ông trạ cũng đã chết được mấy tháng rồi nên cũng quên luôn cái chuyện sợ ông ấy nhát Thằng Phú thì là thằng leo dừa giỏi nhất Nên nói trèo lên Rồi thằng Tài bắt thang đứng dưới gần nó Tôi thì ở dưới Thằng Tuấn cầm bao Thằng bé canh đường Hái được mấy trái đầu thì không sao Nhưng được một lúc sau Thằng Phú la lên một cái Rồi từ trên cây dừa té xuống Đè xuống người thằng Tài Lúc này thằng Phú nó đã xỉu Tự tôi đang loay hoay Thì nghe thấy có tiếng sột soạt, soạt trên cây dừa từ tôi ngước nhìn lên Thấy bóng ông trạng đang ngồi trên cây Ba thằng bỏ chạy tán loạn Bỏ thằng Phú nằm đấy Tôi nhớ là còn có thằng bé Em thằng Phú Nên chạy ra cầu khỉ tìm thì không thấy đâu Sau đó tôi chạy về nhà Về đến nhà Tụi tôi chạy thẳng qua nhà thằng Phú Kể cho mẹ nó nghe sự việc Thế nhưng lúc đấy thằng bé thì không thấy đâu cả Mẹ tôi rồi mẹ thằng Phú với cả cậu nó Đi quay trở về cái chỗ nhà ông Trạng Để đem nó về Xong đi lòng vòng Tìm hoài không thấy thằng bé đâu Tìm đến gần 2 giờ sáng Cũng nhờ có con lưu đen đem theo Mới tìm được nó Thằng bé lúc đấy là ngồi co do trong một bụi chuối Tôi xin tả chỗ nó ngồi Đấy là con đường ra cầu khỉ Có bụi chuối Mà mấy cây chuối nó mọc thành hình tròn Xung quanh chuối to Nằm sát nhau Cỡ tôi thì không thể nào leo vào được Nhưng thằng bé thì nó nhỏ Cậu nó phải lấy dao đốn hai cây chuối Mới lôi nó ra ngoài được miệng nó lúc đấy là đầy chuôi sống với cả sình mặt mũi nó thì tím ngắt mẹ nó mới bảo là đem nó về rồi đốt nhang cho nó sáng hôm sau mọi người biết chuyện nên có đi qua nhà nó thăm xem nó có sao không hỏi nó là chuyện gì xảy ra thì thằng phú mới kể lại mọi chuyện là lúc nó ở trên cây dừa có một quả dừa to lắm nó ngồi xoay dừa được hai trái thì có cái gì đó rớt lên đầu nó thì nó cũng chả để ý Thế khi nó xoay tiếp cái trái tiếp theo Thì nó phát hiện là trái dừa này nó kỳ lắm Cứ mềm mềm mà lại có nhớt nữa Lúc đấy tối thui thì chả nhìn thấy gì Thế rồi nó giật mình vì nghe thấy có tiếng ai đó đi trên mái tôn Vì cái dừa cao ngang mái nhà ông trạ Nên nó ngồi trên có thể quan sát được tất cả Lúc đấy là nó sợ muốn đái ra quần rồi Bởi vì nó thấy có cái bóng đen đang bò trên mái tôn Y như con nhện Bò vòng vòng mà chả tới đầu đâu Lúc đấy nó sợ đái cả ra quần Hai tay nó cầm trái dừa Mà nó phát hiện ra là không phải trái dừa Mà lại chính là đầu ông chả Đang nhìn nó cười Nó sợ quá la lên Rồi té xuống chả biết gì nữa Lúc này kể tới đây Ai cũng hoang mang Còn thằng bé thì nó bảo Là nó đang canh đường Thì bỗng dưng thấy thằng Phú anh nó bước lại gần Bảo là mẹ mua bánh cho hai anh em ăn này Rồi kêu thằng bé đi về Thằng Phú dẫn thằng bé đi vào bụi chuối rồi nói là kêu ngồi đây, chờ chút nó quay lại. thằng bé nói là lúc mọi người tìm nó, tao có nghe thấy hết nhưng không lên tiếng và không cử động được. sau chuyện này, tụi tôi cũng không dám đi hái trộm dừa ở chỗ vườn ông trạ. khoảng một năm sau, có một ông tên là Tư cũng gần cái cầu khỉ. ông hay nói với vợ là ngủ đều thấy ông trạ qua rủ uống cà phê. có bữa, vợ ông Tư thấy ông ấy ra ngoài bụi chuối ngồi nói chuyện một mình. Cứ cách 2 3 ngày lại ra đó ngồi, như đang nói chuyện với ai. Vợ ông ấy mới hỏi, thì ông ấy im lặng không nói gì cả. Một hôm, vợ ông tư nằm mơ thấy ông Trạng bước vô nhà, dẫn ông tư đi. Bá liền đi theo thì thấy ông Trạng dẫn ông tư ra sau nhà, bắt ông tư treo cổ, còn ông Trạng đứng nhìn. Lúc đấy bà mới giật mình dậy, biết là có chuyện chẳng lành, nên bà ấy lúc nào cũng canh ông tư. Cho đến một hôm, buổi tối khi đấy là tôi đang ngủ, thì nghe thấy có tiếng động rất lớn ở nhà gần đó khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc Khi tôi ngủ dậy thì mới biết là ông Tư treo cổ tự tử Nhà ông Tư thì có cái gác lớn nhà rộng Ông treo cổ bằng cái dây xích chó của ông ấy Lúc ấy leo trèo, ông ấy mới đạp cái tủ nó ngã xuống mới gây ra cái tiếng động lớn như vậy Sau vụ đó bà Tư bảo là chính ông Trạng bắt ông Tư đi theo ông ấy Còn tôi thì kể từ lúc đi làm cho tới giờ thì không nghe thấy ai kể chuyện dưới quê Là ông chàng còn nhát người nữa hay không Kế tiếp thì là chuyện xảy ra với gia đình thuê trọ của nhà tôi Gia đình chị này thì là người Hoa Mẹ chị Duyên sinh ra được 7 người con gái Chị Duyên thì là kế út Em gái út của chị tên là Diễm Lúc đó gia đình chị thì ở ngoài quận 1 Không biết vì lý do gì nên đã bán nhà Rồi chia ra Má chị mới di rời về Thủ Thiêm Ở kế con kênh số 1 Vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ chị đã giao chị Và em gái chị Ở bà cô bên đường Phan Văn Trị Hai chị lớn thì đã lấy chồng Nên ở bên nhà chồng Còn ba người chị kế chị Duyên Thì ở với mẹ chị Căn nhà mà mẹ chị dọn về Là nhà sàn Mà nhà sàn thường thì người ta không xây toilet đàng hoàng Họ chỉ che chắn xung quanh Rồi khoét lỗ để đi vệ sinh xuống dưới sau khi những chị lớn dọn ra ở riêng thì chỉ còn lại ba người con ở với mẹ chị Duyên. Mẹ chị Duyên lúc đấy thì bị nổi u bên má tay phải. Lúc đó thì vẫn chưa phát hiện ra. Còn ba người thì ở với mẹ chị, người thì bán vé số, người thì đi nhặt ve chai kiếm tiền. Hoàn cảnh gia đình chị lúc đấy thì rất nghèo. Sau nhà chị Duyên là cái kênh nước chỉ đứng tới lưng quần. Bữa đó, cô chị Mới chở chị và bé Diễm về nhà thăm mẹ chị Thì khoảng 6 giờ chiều Chị ra ngồi chơi gần toilet Thấy có cái cục nó đen đen nâu nâu Cũng vừa thôi thì nó nằm trên cái thềm ở phía dưới Chị mới lấy đá chọn liên tục 3 bốn lần vào Thì nhó nhảy tưng tưng lên rồi định tiến về phía nhà chị Lúc đấy chị đã đứng lên đi xuống phía dưới kênh rồi Nhà chị thì dạng nhà sàn mái hiên bằng tôn Còn đằng sau là nhà vệ sinh nằm mé ngoài Ra khoảng 1 mét là hết nhưng cái mái còn dài ra thêm 2 mét Ngoài sau lúc đấy thì trống Không có che chắn gì cả Chỉ có cái lan can nhỏ bên phải là đứng đi xuống kênh Đang đi Thì chị Tư chạy lại kéo chị vô nói Mày đi vô lẹ Mày ra đó làm gì Thì bỗng dưng cái cục đen đen mà chị Duyên nhìn thấy Mới nhảy xuống nước Vì chị Tư của chị biết nơi này Vốn có ma ra Ở đây là nước tuy chỉ đến mức lưng quần Nhưng năm nào cũng có hai ba người chết Chị bảo là nó phải chờ bắt người thế chỗ cho nó đầu thai Sáu hôm sau Chị Duyên bỗng sốt cao Mà lạ lắm Cái chỗ mà hồi tối chị Duyên thấy ma ra Ngày hôm sau nước toàn màu xanh xung quanh đấy Chị Duyên thì bị sốt nguyên một tuần Cô chị phải chờ chị đi bệnh viện Tới lúc đỡ bệnh Chị cũng không dám về nhà Khoảng 2-3 năm sau Lúc này cái u của mẹ chị nó đã to lên Mẹ chị đi khám bác sĩ Mổ lấy ra một miếng đi xét nghiệm và báo lại cho gia đình Đấy là một cái biếu độc Tiền phí viện lúc đó tốn hết một triệu rưỡi Chị nói thời đó triệu rưỡi là nhiều lắm Vì là biếu độc nên không mổ được Mà phải chuyển mẹ chị về nhà Sau này nó gây biến chứng Mẹ chị bị liệt nửa người Rồi cái chỗ bị biếu độc Nó di căn nổi khắp người mẹ chị Bệnh mẹ chị thì kéo dài được khoảng 5 năm Mẹ chị lúc nào cũng bị đau nhức khắp người Một bữa Bà buột miệng nói to là tao thấy tụi bây hết rồi Có bắt thì bắt tao đi Tao đau lắm rồi không chịu được nữa đâu Lúc đấy chị Tư mới bảo mẹ Là mẹ bị sao thế Mẹ nói bề bạ gì thế Có gì thì mẹ phải cố lên Còn tụi con ở đây cơ mà Mẹ chị thì bị liệt không đi được Mà bị đau nhức suốt mấy năm trời Bà cũng muốn đi cho con cháu được nhẹ nhõm hơn Lúc đó Ba người chị ở với mẹ Nhưng hai người có chồng Và có mấy đứa con nữa nên gia đình lại càng thêm đông Một hôm Không biết xui khiến thế nào Cả nhà kéo đi hết Chỉ còn lại mình bà nằm ở nhà Lúc đấy là đã cho bà ăn rồi Tắm rửa vệ sinh hết Nên cả nhà đi cũng không lâu Khi về đến nhà thì bỗng dưng Thấy bà đang treo cổ Hai chân thì lọt xuống cái lỗ đi vệ sinh Trong khi Sàn nhà cách mái cũng cao lắm Nếu một người mét 6 Muốn đứng lên buộc dây Cũng phải kiếm cái ghế để đứng Thì mới với tới được thế nhưng mẹ chị bị liệt nửa người không đi được chỉ lết được thôi thì làm sao mà do đó chết được như vậy gia đình chị lúc đấy vừa đau buồn vừa hoang mang lúc đấy chị kể lại cho tôi mà nước mắt chị vẫn rừng rừng tôi nghe đến đây thì tôi cũng tưởng chắc là có ai đấy giết bà chứ không lẽ con chó bà giết bà nhưng chị khẳng định là bà thương con cháu lắm nhiều lúc bà muốn chết nhưng mà con cháu mấy lần cản bà có đứa con nào mà muốn giết mẹ mình đâu Tôi tin là có thế lực nào đó giúp bà Tọa nguyện Hoặc là bà lỡ miệng nói bệ bà Rồi bị bắt thế mạng cũng không chừng Khoảng 7-8 năm về trước Tôi có làm việc cho một bà chủ Bán nữ trang Dạng bán xỉ Gần chợ Hòa Bình quận 5 Cái chỗ quán này thì nằm trên con đường nhiêu tầm Bà này thì có hai cô con gái Và hai người con trai Con gái lớn thì 19 tuổi Nhỏ kế thì 15 còn hai thằng nhỏ Một thằng 6, một thằng 7 tuổi Mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 Nguyên con đường nhiêu tầm Rất là nhộn nhịp Mấy tiệm bán dụng cụ rồi tiệm bạc Ai ai cũng cúng cô hồn Vì có cúng tiền nên rất nhiều người bu lại Tôi để ý Mỗi năm vào rằm tháng 7 Bà chủ không bao giờ đi mua đồ về cúng cô hồn Vì bà ấy không có tin tâm linh Có lần tôi đang xem giật cô hồn Thì có nói với bà ấy là sao cô không mua đồ về cúng Người ta cúng quá trời kia kìa Bà ấy bảo là người ta cúng kệ người ta Là còn bảo với tôi rằng Mày mà cúng thì nó theo mày hoài Nhà bà đấy thì có 3 tầng lầu Thì tôi ở lầu 3 Mấy đứa nhân viên khác thì ở lầu 2 Còn vợ chồng bà chủ thì ở lầu 1 Phía ngoài thì có hai cô con gái ngủ Nhưng đêm đó hai cô kéo đi sinh nhật Bà mới qua phòng của các cô ngủ Bà nói là chưa có ngủ đâu Mới chỉ chợp mắt tí thôi Thì thấy cái chân của bà ấy vướng cái gì đấy như là tóc Bà mở mắt ra thì thấy có đứa con gái Trông tướng cũng thon như con bà ấy đang ngồi quay lưng về phía bà Bà tưởng là con gái lớn Nên gọi nó là sao ngồi đó không lên giường đi Thì nó không trả lời Bà mới thò tay ra xoa xoa bóp bóp đầu cho nó Mà thấy đầu nó cứng ngắc cả đi Bắt đầu tay chân bà lúc đấy là bị đơ đi Không nhúc nhích được gì rồi bắt đầu con nhỏ đứng dậy Quay lại nhìn bà ấy Bà ấy bảo là con nhỏ này Nhìn rất là lạ Không phải là con mình Thế rồi nó đi xuyên qua cửa Và đi ra ngoài Mãi lúc sau bà cử động được Mới chạy về phòng chồng bà ấy Lúc đấy thì ông ấy đã ngủ rồi Nên bà cũng ngủ theo Sáng hôm sau Bà sai tôi vô chợ Hòa Bình Mua trái cây vàng mã về cúng cô hồn Mà cái bà này Cũng rất là keo Không cúng tiền mà toàn cúng trái cây, còn không dám mua cả gà về cúng. Ai cũng thắc mắc là tại sao bà lại cúng trong khi trước đây không tin. thì bà mới kể lại câu chuyện cho đám nhân viên, bao gồm cả tôi, nghe về những trải nghiệm của bà ấy. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân trường sống ngày hôm nay. mình cũng xin chia sẻ là trong tuần tới mình phải đi dự hội thảo ở trong nam nên không thể đăng video thường xuyên trong tuần sau. Nhiều khả năng mình sẽ làm những tập tổng hợp về những nội dung hay nhất từng được đọc trên kênh truyện Audio đêm khuya. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Và mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo của series Nhân Trường Sống.